Alo, em chào anh em nha. Em giải được hai chai nước hoa của Pháp, hàng sách tây nha. Đây là Club The New Woman nè anh em, hàng của Pháp nha, có made in hàng sản xuất đồ giết ít chai có hết nha anh em. Đây là chai màu đen, em có cui ra nha anh em, chai màu đen. Đây cái hãng của nó, hãng bên Pháp đây nha, Club The New nha. Cái đây cái chai nó gì dập chữ nổi luôn ha, đỉnh đầu nó thì có đính kim cương đồ, mấy hộp sọn rồi anh em thấy không, rất đẹp luôn ha. Một chai thì cái nó khoảng 105 ml nha anh em, 105 ml. Đây có hãng made in USA luôn nha, kẹp nổi trong chai luôn ha, có tem chống hàng giả đầy đủ ha. Đó ở dưới đây nè, đó anh em thấy chữ Made in France dưới đây là của Pháp ha. Hộp đồ màu đen, hai 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 cái anh em. Đây là chai đen, còn đây là chai màu hồng ha, màu hồng của nữ ha, màu đen của nam. Màu đen là Club The New Interval nha anh em. Đó hãng của nó thì sản xuất là được cái chỉ có 4 chai thôi nha anh em. Đó em lấy về được một chai đen với một chai hồng của nữ nè. Đó hãng của nó thì chỉ có hai chai này là của nữ nha. Đó còn hai chai này là của nam. Đó em lấy nhập về được có 2 chai ha, anh em nào lấy liên hệ em để rẻ cho nha, tại vì em ít xài dầu thơm ha. Đó, con này là nguyên siêu nguyên kiện luôn nha, chưa khui gì hết nha anh em. Đó có chỉ con này giờ em khui ra thôi, còn mưu là đàng hoàng nha, chưa xịt lần nào nha anh em, chỉ gửi làm kiểm tra thôi nha. Rồi ok.